Brazil, cường quốc cà phê của thế giới, lần đầu tiên phải nhập cà phê nhân từ nước ngoài để phục vụ cho ngành công nghiệp cà phê trong nước. Mới đây nước này đã mở hạn ngạch nhập khẩu cà phê từ các nước, trong đó Brazil sẽ nhập khẩu tối đa 1 triệu bao cà phê từ Việt Nam. Theo đó, Brazil đã mở hạn ngạch để nhập khẩu 1 triệu bao loại 60 kg một bao từ Việt Nam với mức thuế nhập khẩu ở mức 2%. Quyết định này được xem là giải pháp mà Brazil buộc phải lựa chọn trước tình trạng nguồn cung cà phê nhân trong nước hạn hẹp. Sau nhiều năm hạn hán, tại bang trồng Robusta chính là Epis Rito Santo khi thiệt hại nghiêm trọng tới sản lượng. Tuy nhiên, Brazil cũng quy định rất nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cà phê nhập khẩu, đặc biệt là cà phê nhập khẩu cần khử trùng để giết côn trùng gây hại. Nếu một lô hàng đến Brazil mà không có thông tin phù hợp liên quan đến việc khử trùng, thì sẽ không được phép dỡ hàng. Nếu côn trùng, một loại bỏ cánh cứng hay bất kỳ loại nào khác trước đó không có được ghi nhận sự tồn tại ở Brazil, có mặt trong bất cứ một lô hàng nào, tất cả việc nhập khẩu sẽ bị dừng.